Một điều mà 2 năm qua chưa ai nói cho bạn biết rằng cứ đi theo các TikToker nổi tiếng thì sẽ được ăn ngon. Không tin à? Trước khi mà đến quán này thì mình đã xem rất nhiều review mọi người ạ. Nhất là anh Măng Chôm. Và mình confirm là mọi người nghĩ là hôm nay mình chỉ review đồ nướng thôi á. Đây mới là nhân vật chính. Ếch xào, chua ngọt và best seller của quán. Chân gà rang muối. Lợn thịt đã không có cháy mất. Thịt ếch nó kiểu siêu dai luôn mọi người ạ. Nó chắc lắm. Con ếch này á, chắc đi tập tạ mấy năm nó mới được cơ bắp như này đấy. Sốt của nó cũng kiểu chua ngọt, đậm đà, ngon. Cái đĩa này trông nó cũng to thôi. Cái chân gà thì nó to này. Con gà chắc cũng đi tập tạ nốt à. Cái lớp vỏ bên ngoài nó siêu giòn. Và ở đây nó cũng áo một cái lớp vỏ hơi dày một xíu. Mình muốn là cái vỏ nó mỏng hơn, nó sẽ ngon hơn. Mình thấy là cái màu thịt này không phải là cái màu thịt mà nó tẩm ướp quá nhiều đâu. Mình ngửi là chắc là chỉ có mỗi tiêu với gừng thôi. Kiểu nó nguyên bản ấy. Bò này mình nướng hơi lâu một xíu là răng hơi bị dai một tí rồi. Nhưng mà cái thịt này tươi nhá. Ăn cảm nhận cái độ thơm của thịt bò, nó không bị hôi. Được ở đây họ cũng kiểu thái dày miếng cơ. Làm miếng nầm nha, nầm giòn, nó không kiểu bị dai khô cứng đâu, mà nó ăn kiểu giòn nó nảy nảy ấy. Chấm ở đây thì nó sẽ có hai loại, một là cái me thì đã giống các quán khác rồi, còn đặc biệt là cái này mọi người này, kiểu lớp nước mắm kẹo ở trong cơm tấm ấy, ăn cuốn cực. Mình thấy các quán nó cứ na ná cái loại sốt giống nhau ấy, nhưng mà quán này có một cái điểm riêng là cái sốt của nó cứ kiểu nhẹ nhàng như ở nhà làm ấy, ăn nó không bị công nghiệp. Ồ, miếng mực nha, cái miếng mực nó dày chứ mọi người, cắn nó ngập cái chân răng luôn. Ê... con này là không dành cho những người có hội chứng sợ lỗ đâu mọi người ơi. Ít kim chi bên dưới với một miếng thịt bò đẫm sốt phô mai. Trời ơi, quẩn nó lại, chen nó. Trước khi đến quán này thì mình đã xem rất nhiều review mọi người ạ. Rất là ngon luôn, và mình còn thơm nè. Ngon nhá.